Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu hàng hom lươn mới, các bạn thấy không? Hom lươn bên mình rất là đẹp các bạn, đẹp mộng mơ luôn, đẹp nhất cả thế giới này, không, nhất Việt Nam nha. Thế giới thì không biết nó như thế nào. Này, đợt này đan là chuẩn hơn, thiết kế chuẩn hơn các bạn. Đấy, cái nào cũng giống như cái nào. Đấy, hàng chất lượng cao. Cái này là chưa xử lý nha, mới làm xong. Vâng, đấy. Nên là ai có nhu cầu thì cứ check in cho mình, alo cho mình. Đấy, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Loại này thì lươn được khoảng ký ký rưỡi. Đấy, vào thoải mái, một lần vào được 2-3 con luôn. Đấy, các bạn, tuyệt vời nha. Đấy. Mồi lươn thì các bạn thấy mồi lươn thì làm đơn giản thôi nhá. Lần đầu tiên mà thả là mình đừng có bỏ mắm tôm. Mình thả giun với trứng gà thôi hoặc trứng vịt bằm nhỏ, bỏ vào nhiều nhiều vào tí, bỏ sau cái đuôi này này đấy. Đấy. Đấy đấy các bạn thấy không, nên hàng này hàng độc quyền đấy các bạn đấy, hàng độc quyền đấy. Rồi nếu anh Bảo mà xem cái video này cho gửi lời hỏi thăm nhá, lâu nay không thấy anh Bảo thả lươn gì cả. Rồi xin chào các bạn.